Như báo đã đưa tin, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, nhà ngoại cảm đúc cả tấn vàng, thổi giá vẽ ra nhiều chuyện ly kỳ để lừa đảo. Công an Online, thứ hai, ngày 10 tháng 8 năm 2020, từ năm 2011 đến năm 2014, dưới mắt nhà ngoại cảm, hai đối tượng đã liên tiếp thực hiện các vụ đi tìm mộ liệt sĩ, rồi cho các đệ tử đi gặp các gia đình có nhu cầu tìm mộ liệt sĩ để huy động đóng góp tiền nhằm chiếm đoạt. Ngày 10 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã khởi tố bị can bắt tạm giam Vũ Thị Hòa, sinh năm 1972, quê huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện tại ở thôn Đồng Câu, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại lâm nghiệp và dược liệu Vũ Thị Hòa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2011 đến năm 2014, dưới mắt nhà ngoại cảm, Hòa liên tiếp thực hiện các vụ đi tìm mộ liệt sĩ, rồi cho các đệ tử đi gặp các gia đình có nhu cầu tìm mộ liệt sĩ để huy động nhằm đóng góp tiền nhằm chiếm đoạt. Đây là hình ảnh của Vũ Thị Hòa tại cơ quan công an này. Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, đối tượng Hòa đã vẽ ra một kịch bản để dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin sập bẫy mà đối tượng đã răng ra. Hòa đặt đúc 19 khối kim loại rồi mạ vàng bên ngoài với trọng lượng từ 29 đến 31 kg hoặc trên 60 và 70 kg. Tiếp đó, Hòa nói đào được tại khu đất của công ty do tổ tiên để lại và muốn nhờ người có uy tín, có khả năng tiếp xúc với lãnh đạo đảng, nhà nước để nộp số vàng này. Ngoài ra, Hòa còn đào một đường hầm sâu khoảng 30 mét ở phía sau nhà và đặt các khối kim loại trên vào trong hầm và mua một số vàng thật có trọng lượng nhỏ khoảng 1 kg để lẫn vào. Để tạo lòng tin, Hòa dẫn một số người dân vào xem và đích thân Hòa cầm khối vàng thật đưa cho số người này để đưa đi giám định, xác định là vàng thật. Tiếp đó, Hòa vẽ ra nhiều câu chuyện tâm linh liên quan đến vàng để lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị ai là bị hại liên quan đến đối tượng Vũ Thị Hòa liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc để được giải quyết, gặp điều tra viên Lê Quốc Tuấn, điện thoại 098 709 3947, Mai Hà. Cũng như báo An ninh Thủ đô, Trương Pháp Luật đưa tin nhà ngoại cảm rỡm dùng 17 thỏi vàng giả để chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Aninhthủdo.vn, Hòa thuê đúc các thỏi vàng giả chôn xuống đất rồi sử dụng nhiều chiêu trò tâm linh nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là hình ảnh đối tượng Vũ Thị Hòa và một số khối vàng giả bị cơ quan công an thu giữ. Ngày 10 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can tạm giam Vũ Thị Hòa, sinh năm 1972, quê quán huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, hiện tại ở thôn Đồng Câu, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại lâm nghiệp và dược liệu Vũ Thị Hòa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nữ giám đốc giỏi xem bói tìm mộ. Kết quả điều tra được xác định Vũ Thị Hòa từng làm nghề buôn bán động vật hoang dã tại tỉnh Yên Bái, rồi kết hôn với đồng hương là Chu Xuân Thu, sinh năm 1946. Làm ăn ở Yên Bái không hiệu quả, vợ chồng Hòa di chuyển vào các tỉnh phía Nam và tự nhận là có khả năng ngoại cảm, nói chuyện với người âm và tìm hài cốt liệt sĩ. Để tạo lòng tin của người tiếp xúc, vợ chồng Hòa đi mua các dụng cụ của bộ đội thời chiến tranh như bình tông, bật lửa cùng xương động vật rồi chôn trong rừng làm giả xương cốt liệt sĩ. Sau đó, hai vợ chồng Hòa dẫn các thân nhân liệt sĩ vào, tổ chức cúng bái, khai quật và lấy các vật dụng lên, nói đây là nơi chôn cất những người đã ngã xuống. Bằng thủ đoạn này, từ năm 2011 đến năm 2014, vợ chồng Hòa đã thực hiện nhiều vụ đi tìm mộ liệt sĩ, rồi cho các đệ tử đi gặp các gia đình đi tìm mộ liệt sĩ, huy động đóng góp tiền nhằm chiếm đoạt. Năm 2015, cơ quan chức năng khu vực miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên phát hiện Hòa có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến việc bốc mộ, đã không cho phép đoàn của Vũ Thị Hòa hoạt động. Do vậy, Hòa trở lại tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 9 năm 2016, Hòa đăng ký thành lập công ty, nhưng hoạt động chủ yếu là tổ chức xem bói, chữa bệnh, gây phức tạp tại tình hình tại địa bàn. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã áp dụng các biện pháp không cho Vũ Thị Hòa thực hiện các hành vi vi phạm gây mất an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh với vợ chồng Hòa thu tự bạch, nắm trong tay 27 tấn vàng. Khoảng trung tuần tháng 2 năm 2020, Hòa làm đơn gửi
đơn gửi Hòa làm gửi đơn tố giác đến Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đơn nêu trong vườn cây dược liệu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại lâm nghiệp dược liệu Vũ Thị Hòa bỗng dưng phát lộ 27 tấn vàng. Hòa muốn nộp cho nhà nước nhưng không biết làm thế nào nên đã nhờ ông Nguyễn và một số cá nhân mang nộp hộ. Nguyên đơn tố giác ông Nguyễn sau khi nhận bàn giao của bà Hòa số vàng khối tương đương trên 251 kg đã cố tình chiếm đoạt. Cục Cảnh sát Hình sự đã chuyển đơn của Hòa đến Công an tỉnh Vĩnh Phúc để tiến hành điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ không có việc Hòa tìm được 27 tấn vàng và giao 7 khối vàng cho ông Nguyễn. Không chỉ vậy, cơ quan điều tra còn làm rõ dấu hiệu phạm tội của Vũ Thị Hòa. Lên ý đồ lừa đảo tinh viên, Hòa đi thuê đúc gần 20 khối kim loại rồi dắt vàng ra ngoài với trọng lượng khác nhau. Tiếp đó, Hòa rêu rao cô ta đào được vàng tại khu đất của công ty do tổ tiên để lại và muốn nhờ người có uy tín, có khả năng tiếp xúc với cấp có thẩm quyền để nộp số vàng này. Trước đó, Hòa thuê người đào đường hầm dài khoảng 30 mét ở phía sau nhà và đặt các khối kim loại trên vào hầm. Số vàng giả này được Hòa ngụy trang bằng cách mua một ít khối vàng thật, trọng lượng chừng 1 ký. Một số người dân được Hòa cho vào hầm xem, rồi đưa vàng thật cho họ đi giám định. Lời đồn về kho vàng của Vũ Thị Hòa cứ thế theo gió bay xa. Lừa không được, quay sang tố cáo bị hại. Trở lại vụ Hòa nộp đơn tố cáo ông Nguyễn. Ban đầu Hòa nhờ ông Nguyễn nộp vàng cho nhà nước, nhưng trước khi nộp phải làm lễ cúng, vì đó là vàng tâm linh. Có cúng thì số vàng trên mới trở về trọng lượng thực và mới sử dụng được. Ngoài ra, khi cúng phải đặt tiền để phóng sinh. Và với 7 khối vàng, số tiền đặt cúng tương đương 70 tỷ đồng. Trước đó, Hòa vay của ông Nguyễn hơn 4 tỷ để làm lễ cúng. Khi đang cúng, Hòa lại yêu cầu ông Nguyễn đặt 10 tỷ đồng để phóng sinh. Không chút nghi ngờ, ông Nguyễn nhanh chóng thực hiện. Cúng được vài ngày, Hòa bảo ông Nguyễn đặt thêm tiền vào mỗi khối kim loại để phóng sinh. Do ông Nguyễn không đủ tiền để đặt cúng, Hòa đã bỏ về và bỏ lại 7 khối kim loại trên. Ông Nguyễn sau đó mở các túi đựng vàng và mời thợ giám định đến kiểm tra, xác định tất cả đều là vàng giả. Hòa liên hệ với ông Nguyễn để lấy lại 7 khối vàng, nhưng ông Nguyễn không trả mà nói đó là vàng giả. Lập tức Hòa trở cờ, làm đơn tố cáo ông Nguyễn gửi đến Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an. Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác định với thủ đoạn tương tự, Hòa còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Sinh, quê quán Hà Tĩnh, số tiền hàng tỷ đồng. Nhét đá vào miệng rắn, dựng màn kịch thần thánh hiển linh phun ngọc. Theo tài liệu điều tra và lời kể của một số nhân chứng bị hại, vợ chồng Hòa từng dựng màn kịch lừa hết sức tinh vi để tăng sự huyền bí cho các màn kịch tâm linh vốn có nghề buôn bán động vật hoang dã. Thu đã mua rắn, cạo bỏ răng và nọc độc, rồi mua thêm đá màu các loại làm giả, ngọc quý nhét sẵn vào miệng rắn. Mỗi lần tổ chức cúng, Hòa bí mật thả rắn đã chuẩn bị trước vào khu vực cúng và rỉ tai với những người có mặt.